Chào các bác nhá, em lại lên sóng với các bác đây. Em giới thiệu với các bác một con đẩy bãi xịn này, thương hiệu Zeebok FZS2000 nhá. Con này chạy 8 sò nhá. Chạy 8 sò to, hàng thương hiệu rất là đẹp. Máy em bao zin cho anh em toàn bộ nhá. Những cái máy nào em đăng lên em sẽ bao zin cho anh em. Đây, chạy nguồn biến áp cũng khá là to đấy, khoảng 15-16 phân. Với cái máy 8 sò mà cái biến áp to như thế này là cũng rất là hiếm nhá. Thường thì 8 sò biến áp của nó rất là nhỏ, nhưng con này thì biến áp rất là to đấy. Đây, ruột bên trong đây, hàng em bao zin nhá, ruột còn rất là đẹp đấy. Nếu mà anh em có thời gian vệ sinh thêm thì nó cũng rất là đẹp nhá. Đây, sò đây, chân sò đây, nguyên zin nhá, chưa động chạm sửa chữa gì đâu. Chạy 4 tụ 10.000 mi 50V. Đây, 8 sò đây. Với cái máy này nhá, em bao anh em đánh một đôi full 30 này, căng đét luôn nhá. Đây, em đang chơi với một đôi full 30 căng đét này. Bây giờ em sẽ bật máy lên này, đóng leo rồi này, em lên xa nhạc này. Đấy, oánh rất là căng. Đấy, lên kênh tiếp theo này, hai kênh này. Phone vào để nghe chất âm thực của con đẩy nó đưa ra chiếc loa kia nhá. Em đang đánh một đôi loa full 30 nhá, full 30 côn 76 từ 17 nhá. Đây nó áp lực rất là lớn, em lên nhạc mà tiếng bass của nó rất là căng. Cái máy 8 sò này hôm nay em bán rẻ cho anh em thôi, chỉ 1.400.000 là anh em đã sắm được một con đẩy đây rồi. Về thay những con âm ly siêu yếu của các bác đi nhá. Đấy, với con đẩy này thì anh em có thể chơi được một đôi full 30 hoặc là hai đôi làm bát 30 nhá, hai đôi BMB bát la bát 30 côn 51 nhá, hai đôi BMB bát côn 51 hoặc là một đôi full 30 em bao căng đét. Anh em về thay âm ly đi nhá. Đây, mua con này về thay âm ly, bao chất cho anh em luôn, tiếng rất là hay luôn. Con này tiếng bao khỏe ấy. 8 sò chạy 4 quả tụ 50V 10.000 mi. Đây, điện áp của biến áp đây. Đấy, con này rất là khỏe nhá. Với 8 sò thôi nhưng mà công nghệ máy bãi này thì quá là khỏe luôn anh em nhá. Chạy hai vỉ riêng biệt của hai kênh này, đấy. 4 quả tụ này, biến áp này rất là to, đấy, biến áp khá là to so với các cái dòng 8 sò nhá. Đấy. Chất âm thì quá là đẳng cấp rồi. Chỉ với có 1.400.000 thôi, rẻ hơn cả âm ly mới bây giờ đã giá đã 1.300.000 mà được có 8 sò mà đánh rất là yếu, chỉ đánh được bát 25 thôi.
bán 25 nằm thôi, nhưng đây con đẩy bãi này mới có 1,4 triệu mà anh em đánh đôi full 30 căng nét luôn đấy, giá quá là rẻ, em thanh lý cho anh em lỗ vốn luôn đấy. Em nhập cái lô này về nó kẹp vào mà giá vẫn bằng các cái con nhiều sò nhá. Đấy, em thanh lý trả lỗ cho anh em 1,4 triệu anh em nhá. Về thay những con âm ly kém chất lượng yếu. Đấy. Anh em nhanh tay nhá, liên hệ ngay Gbox ZFZS 2000 nhá. Con này công suất của nó chắc dao động khoảng 400W. Một kênh chơi thoải mái luôn những cái đôi full 30 này nha. Đấy, quá là căng. Liên hệ ngay em để chốt đơn nhá. Cảm ơn anh em.